Mong muốn của mình thì đối với Trump và Kim Jong-un sau cuộc thượng đỉnh này thì ở Hà Nội và uống một ly cà phê của người dân Việt Nam và đi trên nhấp tay nhau đi trên bãi cỏ, và mình sẽ đứng phía sau về hai người và mình sẽ tặng lại giống như là một món quà của đất nước Việt Nam.